Các bạn, hôm nay tôi sẽ dẫn bạn cách để chúng ta thay đổi thông tin của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và chi tiết là thay đổi địa chỉ của chúng ta. Thì để thay đổi địa chỉ, các bạn sẽ đăng nhập vào hệ thống trang web hợp đồng của tôi.menulife.com.vn. Sau đấy các bạn sẽ đăng nhập bằng tên đăng nhập của các bạn. Tiếp theo là chúng ta nhập mật khẩu. Đây chúng ta chọn đăng nhập. Sau khi chúng ta đăng nhập vào hệ thống hợp đồng của tôi.menulife.com.vn thì các bạn sẽ vào phần tài khoản của tôi và chọn đến cập nhật địa chỉ. Tại đây thì các bạn muốn thay đổi thông tin cho tất cả hợp đồng hay là lựa chọn hợp đồng thì các bạn sẽ tích chọn vào đây. Tôi sẽ chọn thay đổi thông tin cho tất cả các hợp đồng tôi đang có ở Manulife. Tiếp theo là loại địa chỉ cần cập nhật thì các bạn cần cập nhật địa chỉ gửi thư hay là địa chỉ thường trú hoặc là cả hai thì các bạn sẽ chọn vào tùy vào yêu cầu của các bạn. Đây tôi đang muốn thay đổi cả hai thì ta sẽ chọn vào cả hai địa chỉ, được chưa ạ? Đây tôi sẽ chọn tỉnh thành phố nơi mà Thoa Nam thường trú, quận huyện thì các bạn cũng sẽ chọn quận huyện tương ứng, xã địa chỉ là các bạn nhập chi tiết số nhà, tên đường hoặc thôn ấp xóm, được chưa ạ? Tiếp theo chúng ta sẽ chọn tiếp tục. Dạ. Tại đây thì các bạn nhìn thấy hệ thống lại hiển thị cho chúng ta địa chỉ mà chúng ta vừa cập nhật. Thì các bạn kiểm tra lại xem là địa chỉ đã chính xác hay chưa. Sau khi các bạn kiểm tra địa chỉ của chúng ta đã chính xác thì các bạn sẽ chọn vào tôi đồng ý với các điều khoản và điều kiện. Chúng ta sẽ chọn vào gửi mã xác nhận để bảo hiểm sẽ gửi về cho chúng ta. Đây chúng ta sẽ chọn gửi qua tin nhắn và chọn gửi. Các bạn đợi một chút, sau khi mà Manulife gửi cho chúng ta mã thì chúng ta sẽ nhập vào đây. Dạ, sau khi chúng ta nhập mã, chúng ta kiểm tra lại xem mã đã đúng hay chưa.
Sau khi các bạn kiểm tra đã đúng thì chúng ta sẽ chọn vào xác nhận. Và địa chỉ của chúng ta đã được cập nhật thành công. Chưa ạ? Là ta đã hướng dẫn xong cho các bạn cách để chúng ta cập nhật địa chỉ mới của chúng ta. Chưa ạ? Thì các bạn thấy video hữu ích, các bạn có thể like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho Thoa. Cảm ơn các bạn. Xin chào.